mình một con tôm đặc biệt. Đây, một người luôn nha. Không, thấy được không? Tôm này là con tôm kè xanh. Các bạn có thấy kè xanh không? Không được, con này gãy rồi, con này gãy rồi. Con nào có hai kè này, cho bạn xem. Con này này, con này này. Đấy, hai kè luôn ơi. Thấy chưa? Wow, bạn có sợ con này không? Mình không sợ. Ê, ê. Có hai cái kè màu xanh luôn nha. Cái tôi cũng màu xanh luôn nè. Các bạn ơi, con tôm này rất có nhiều dinh dưỡng lắm nha. Đến bà ngoại mình nấu cho mình ăn. Mình chỉ để các bạn chờ đợi thưởng thức nha. Là canh chua kè xanh nha các bạn. Đã xong rồi đây. Con kè xanh đó thành lỏ rồi. Còn đây á là muối ức. Muối con đây là út tiêu. Muối tiêu. Muối tiêu chanh. Đây. Đây là muối. Muối tiêu xanh. Và muối chanh. Muối chanh. Đây, được cho con. Mình thích ăn tôm nha các bạn.
rẻ luôn. Trời ơi, phê quá. Mình chấm này mình ăn thêm miếng nữa. Mà vừa ngon nữa các bạn ơi. Để lại cho các bạn xem nè. Em sẽ bơi ấm ức phiêu nha. Dừa da nữa. Thôi mình cứ kết thúc video lại đây. Bye bye, cho mình một like, đừng đăng ký. Bye bye.